Còn ngược lại thì người nông dân Nam Bộ thì họ chẳng có gì trong tay cả. Và chúng ta sẽ sang phần thứ hai, hình tượng người nông dân nghĩa sĩ trong phần thích thực từ câu 3 cho đến câu cái câu kẻ đâm ngang người chém ngược, câu 15. Bây giờ các bạn trong cái đoạn này các bạn nhớ nhá, cái câu cảm thán nhớ linh xưa. Nhớ linh xưa có nghĩa là tác giả đã ngược dòng thời gian hồi tưởng về cuộc đời của người nông dân nghĩa sĩ. Thì các bạn chú ý này, các bạn hãy đánh dấu vào sách qua cho cô nhé. Nhớ linh xưa, cúi cút làm ăn, toan lo nghèo khó, chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung, chỉ biết ruộng trâu ở trong làng bộ. Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm, tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa từng ngó. Như vậy các bạn đánh dấu từ câu số 3, câu 3, câu 4, câu 5. Các bạn đánh dấu ở bên ngoài nhé. Như vậy là ba câu đầu từ câu 3 đến câu 5, câu 3, câu 4, câu 5 thì Nguyễn Đình Chiểu đã giới thiệu về nguồn gốc của người nông dân Cần Duộc. Họ là ai? Như vậy các bạn thấy qua cái phần mà cô vừa đọc thì chúng ta có thể thấy rằng là người nông dân Cần Duộc, người nghĩa sĩ Cần Duộc vốn là những người nông dân. Và đây là cái hình ảnh cô giới thiệu với các bạn về người nông dân Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc. Còn ở đây các bạn nhìn thấy cái hình nó lên bảng nó hơi mờ, nhưng các bạn nhớ nhé, đằng trước không phải là trâu đâu mà là người thay trâu đấy. Người thay trâu để cày, để đi trước kéo cày. Cái hình ảnh cực kỳ là vất vả, cực kỳ là khốn khổ. Chúng ta đi vào luận điểm thứ nhất là hình ảnh người nông dân Cần Duộc trước khi Pháp xâm lược, hay ta gọi là nguồn gốc xuất thân. Nhớ linh xưa, lời văn có tính chất hồi tưởng. Tác giả đã làm nổi bật người nông dân Cần Duộc hiện lên như một tượng đài tập thể sừng sững, rực rỡ về những người anh hùng cứu nước, giữ nước. Đây, các bạn đọc lại câu văn mà Nguyễn cô vừa đọc. Ba câu. Câu số 3, câu số 4 và câu số 5 các bạn đánh số câu ở bên ngoài. Như vậy trong 5 câu này thì các bạn hãy trả lời câu hỏi này. Phân tích giá trị biểu cảm của từ cúi cút và nhận xét một cách sử dụng từ ngữ của tác giả. Các bạn hãy gạch chân một số những cái từ mà nó khiến nó gợi có giá trị gợi cảm rất là cao. Một là từ cúi cút, các bạn nhớ chưa? Cúi cút làm ăn, toan lo nghèo khó. Cúi cút này, nghèo khó này. Ngoài biện pháp sử dụng ngôn ngữ rất giàu biểu cảm thì các bạn hãy chú ý cho cô phép tu từ gì đây? Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tuy vốn quen làm, tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, bắt chưa từng có. Phép gì? Phép liệt kê, đúng không nhỉ? Như vậy, chúng ta chú ý bằng những hình ảnh giàu sức gợi như là cúi cút làm ăn, toan lo nghèo khó đấy, kết hợp với phép liệt kê, việc cuốc, việc cày, việc bừa, đấy, tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ. Tác giả đã cho thấy người nghĩa sĩ được miêu tả rất cụ thể. Họ là ai? Xuất thân của họ không phải là quân đội chuyên nghiệp của triều đình, mà họ là những người nông dân chân lấm tay bùn, vất vả, chịu thương chịu khó. Vậy mà quanh năm vẫn đói rách. Đặc biệt là cái từ lái cui cút. Cui cút chứ không phải là côi cút. Các bạn chú ý nhé, cúi cút, cái từ này rất giàu giá trị biểu cảm. Nó gợi hình ảnh người nông dân như đang cúi gập dưới những thửa ruộng nứt nẻ và cuộc sống làm ăn lẻ loi thầm lặng một cách tội nghiệp. Cúi cút, cách làm ăn lẻ loi, tội nghiệp. Và đó là đặc trưng của một nền nông nghiệp lúa nước trước đây. Với cách lựa chọn từ ngữ ấn tượng như trên đã cho thấy tấm lòng yêu thương trân trọng của Nguyễn Đình Chiểu đối với người nghĩa sĩ. Và với câu văn biền ngẫu sử dụng phép tiểu đối rất thành công. Đấy, chúng ta có thể thấy rằng chưa quen cung ngựa đâu tới trường nhung, tiểu đối với chỉ biết ruộng trâu ở trong làng bộ.
tiểu đối giữa việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm, tập khiên, tập súng, tập mắc, tập cờ, mắt chưa từng ngó. Đấy, các bạn hiểu thế nào là tiểu đối chưa? Đấy, tiểu đối nhá. Phép tiểu đối nó cho thấy cuộc đời của người nông dân nghĩa sĩ gắn liền với những công việc vất vả như là cuốc, cày, bừa, cấy. Họ giỏi việc đồng áng của nhà nông, chỉ biết ruộng trâu ở trong làng bộ đấy. Họ giỏi việc đồng áng của nhà nông, gắn bó với làng quê Thanh Bình. Thậm chí là có những người cả đời chưa đi ra khỏi lũy tre làng, tầm nhìn rất là hạn chế, rất là hạn hẹp. Xa lạ, chưa hề biết đến chiến trận binh đao, chưa từng nhìn thấy vũ khí. Đây là tập khiên, tập súng, tập mắc, tập cờ, mắt chưa từng ngó, chưa từng nhìn thấy vũ khí. Hay nói khác là tầm nhìn không vượt qua lũy tre làng. Họ là những người nông dân thuần túy, hiền lành, chân chất. Cuộc sống hay lam hay làm cả đời, nhưng hai chữ nghèo khó vẫn bám riết lấy họ. Và đó cũng chính là nét đặc trưng của những người nông dân Việt Nam cuối thế kỷ 19 trong một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Họ sống bình dị, ngoài cật chỉ có một manh áo vải, cũ sờn, thiếu thốn, mỏng manh, chứ không phải là áo gấm, áo the giàu có, và cũng không có cả áo giáp. Các bạn nhé, không áo giáp, không áo bào. Hình ảnh của họ gợi bao niềm thương cảm đối với bạn đọc. Họ nghèo vật chất nhưng không hèn về tinh thần, đặc biệt là rất giàu lòng yêu nước. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng nguồn gốc xuất thân của những người nông dân nghĩa sĩ Cần Duộc là những người nông dân hiền lành, chân chất. Đó chính là cuộc sống của người nông dân Nam Bộ nói riêng, người nông dân cả nước nói chung trong một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu cuối thế kỷ 19. Và các bạn thấy rằng khi nhắc đến những người nông dân, Nguyễn Đình Chiểu đã dùng những từ ngữ mang trọn lòng yêu thương, cảm phục. Họ là những dân lành. Các bạn chú ý, họ là dân lành, làm ăn lương thiện, dãi nắng dầm sương để kiếm miếng cơm manh áo. Các bạn sang luận điểm thứ hai cho cô. Từ câu 6, câu 7, câu 8, câu 9. Các bạn đánh số câu ở đầu nhé. Đây, câu 6. Câu 7 đây. Câu 8, câu 9. Tiếng phong hạc phập phồng hơn 10 tháng, trông tin quan như trời hạn trông mưa. Mùi tinh chiên vấy vá đã 3 năm, ghét thói mọi như nhà nông thét cỏ. Bữa thấy bỏng bong che trắng lốp, muốn tới ăn gan. Ngày xem ống khói chạy đen xì, muốn ra cắn cổ. Một mối xa thư đồ sộ, há để ai chém rắn đuổi hươu. Hai vầng nhật nguyệt trói lòa, đâu dung lũ treo dê bán chó. Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình. Chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay bộ hổ. Vậy các bạn đọc cái đoạn này, các bạn sẽ cảm nhận được sự chuyển biến của người nông dân khi Pháp xâm lược. Đoạn điểm thứ hai, các bạn ghi sự chuyển biến của người nông dân khi Pháp xâm lược. Vậy thì trước đó các bạn nhớ nhé, câu 3, 4, 5 thì chúng ta biết nguồn gốc xuất thân của họ là dân lành, là nghèo đói, là tầm nhìn hạn hẹp, chưa vượt qua lũy tre làng. Nhưng khi thực dân Pháp xâm lược thì họ có cam chịu không? Họ có bỏ mặc vận mệnh quốc gia dân tộc không? Các bạn nhìn đây. Tiếng phong hạc phập phồng hơn 10 tháng, trông tin quan như trời hạn trông mưa. Có nghĩa là gì? Ở đây các bạn đọc cái phần chỉ dẫn ở dưới, thế nào là tiếng phong hạc? Cái chỉ dẫn số 5. Phong hạc lấy ở câu phong thanh hạc lệ, thảo mộc giai binh. Nghĩa gốc chỉ sự hồi hộp lo lắng, nghe tiếng gió thổi, tiếng chim hạc kêu, thấy cây cỏ cũng là tưởng quân giặc đuổi đánh. Ý câu này có nghĩa là nghe tin giặc đến. Hay nói khác là tác giả đã sử dụng những cái điển tích, điển cố để cho thấy thái độ như thế nào của người nông dân Nam Bộ. Như vậy là gì? Khi nghe tin Pháp đánh Nam Bộ đã 10 tháng rồi, và họ lo lắng phấp phỏng,
họ mong tin tức. Mong tin quan ở đây là mong tin tức đánh giặc từ triều đình Huế như trời hạn mong mưa. Cái cách mong mỏi, khao khát nó mang đậm dấu ấn của người nông dân. Mùi tinh chiên là mùi tanh hôi, và đây thể hiện thái độ của người nông dân Nam Bộ đối với giặc xâm lược, coi giặc Pháp xâm lược là giống tanh hôi mọi rợ. Mùi tinh chiên vấy vá đã 3 năm có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là thực dân Pháp đã tiến đánh Nam Bộ 3 năm rồi, ghét thói mọi như nhà nông ghét cỏ. Đấy, như vậy câu này đã cho thấy thái độ của người nông dân khi thực dân Pháp tấn công Nam Bộ. Họ không ngồi yên, không bàng quan, mà rất quan tâm lo lắng đến vận mệnh dân tộc. Họ phập phồng, lo âu, phấp phỏng, đợi chờ và khao khát tin đánh giặc từ triều đình Huế. Họ căm ghét giặc xâm lược, coi giặc Pháp xâm lược là lũ mọi, lũ tanh hôi. Bữa thấy bồng bong chê trắng lốp, cái bồng bong này, đây cũng là cái cách diễn đạt rất đậm chất Nam Bộ. Có nghĩa là gì? Nhìn thấy bạt dù đóng trại đấy của thực dân Pháp trên đất nước quê hương mà ví như là bồng bong chê trắng lốp, muốn tới ăn gan. Ngày xem ống khói chạy trên xì, ống khói chạy trên xì chính là ống khói của tàu thủy chạy trên sông, sông Tiền, sông Hậu đấy. Muốn ra cắn cổ, các bạn chú ý những cái động từ mạnh, ăn gan, cắn cổ ở trên thì các bạn mới thấy là gì? Mới thấy được cái ghét, đúng không? Ghét này. Nhưng không chỉ dừng ở ghét mà nó mạnh hơn, ăn gan cắn cổ. Như vậy là thái độ đối với giặc xâm lược ngày càng căm phẫn, ngày càng căm phẫn. Tiếp này, ở câu này các bạn chú ý, tác giả sử dụng một số những hình ảnh ẩn dụ. Một mối sa thư đổ sộ, như vậy là người nông dân cần ruộc đã nhận thức rất sâu sắc về chủ quyền đất nước dân tộc. Đất nước Việt Nam với 4.000 năm văn hiến là một đất nước có, là một đất nước có mối sa thư, có nghĩa là một đất nước có nền văn hóa, có một đất nước có nền văn hóa văn hiến lâu đời. Há để ai chém rắn đuổi hươu, các bạn đọc cái chú thích chém rắn đuổi hươu ở dưới. Và cái điển tích chém rắn đuổi hươu, điển tích treo dê bán chó, hai cái điển tích này muốn thể hiện điều gì đây? Người nông dân cần ruộc họ ý thức về chủ quyền độc lập của dân tộc, ý thức về giá trị của đất nước, một đất nước giàu truyền thống văn hóa và văn hiến, một đất nước với hai vầng nhật nguyệt chói lòa, một đất nước có chủ quyền độc lập đâu có thể cho ngoại bang dễ dàng chém rắn đuổi hươu, treo dê bán chó. Đấy, đâu có thể dễ dàng để cho ngoại bang muốn làm gì thì làm, muốn xâm lược, muốn đàn áp. Đấy, như vậy họ đã thể hiện tinh thần phản kháng. Các bạn nhìn thấy này, lo lắng, căm ghét, căm hận, và đến đây là gì? Không ngồi yên. Và từ đó nó dẫn đến cái thái độ của người nông dân, từ thái độ yêu nước căm thù giặc dẫn đến hành động. Các bạn nhìn đây, nào đợi ai đòi ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình, chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay bộ hổ. Khi giặc Pháp chiếm đóng quê hương, người nông dân cần ruộng đã có thay đổi như thế nào về tâm trạng, thái độ và hành động? Như vậy qua cái phần mà cô vừa mới giải thích ở phần trên, các bạn trả lời được câu hỏi này không? Thay đổi như nào về tâm trạng này, thái độ này, hành động? Tâm trạng, thái độ, hành động, đúng không nhỉ? Như vậy khi giặc Pháp chiếm quê hương, thoát cái, những người nông dân cần ruộng đã trở thành những nghĩa sĩ anh dũng đánh Tây. Và cô đã có một cái bảng để cho thấy cái sự thay đổi về nhận thức. Thứ nhất là chúng ta chú ý một số những cái điển tích như chém rắn đuổi hươu này, treo dê bán chó này. Như vậy mượn cái hai cái điển tích này để cho thấy người nông dân cần ruộng có ý thức trách nhiệm với sự nghiệp cứu nước. Họ không bàng quan đứng ngoài, và từ cái nhận thức là lo lắng, phấp phỏng, rồi căm ghét, căm hận, căm thù, rồi dẫn đến cái hành động là tự nguyện đứng vào hàng ngũ chiến đấu. Đây các bạn thấy thành cái hành động, ra sức đoạn kình này, dốc tay bộ hổ này, nào đợi ai đòi ai bắt, có nghĩa là rất tự nguyện, không cần ai đòi ai bắt mà tự nguyện đứng vào hàng ngũ, tự nguyện xung vào nghĩa quân. Có thể thấy rằng Nguyễn Đình Chiểu đã miêu tả rất là chân thực, sinh động, gần gũi với cách suy nghĩ, lời ăn tiếng nói, gần gũi với người nông dân Nam Bộ.
Và như vậy, chúng ta có thể thấy rằng ban đầu về thái độ nhá. Thái độ ban đầu thì họ sợ sệt, lo lắng, căng thẳng và cảm thấy thất vọng khi bị bỏ rơi. Tiếng phong hạc, câu 6 đấy. Thái độ thứ hai là họ quan tâm đến vận mệnh quốc gia dân tộc. Thực dân Pháp tấn công Nam Bộ đã hơn 10 tháng, người dân mong chờ tin tức từ triều đình chống giặc. Từ lái phập phồng và hình ảnh so sánh trong tin quang như trời hạn trông mưa đấy, đã thể hiện nỗi lòng lo lắng, thấp thỏm, chờ mong khao khát đến cháy bỏng tin tức chống giặc từ triều đình. Với ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ, cách nói cường điệu, với những động từ mạnh như là ăn gan, cắn cổ, giọng văn dồn nén uất ức, đã thể hiện thái độ căm ghét, ghê tởm, căm phẫn tột độ, không đội trời chung với giặc. Đấy chính là sự chuyển biến trong thái độ của người nông dân từ câu 6 đến câu 9. Nhận thức, từ thái độ này đến nhận thức này, tác giả đã sử dụng một loạt những hình ảnh dụ như là mối sa thư đồ sộ, hai vầng nhật nguyệt, cho thấy người nông dân cần ruộng ý thức sâu sắc. Họ tự hào về truyền thống dân tộc, một đất nước có chủ quyền, có truyền thống văn hóa văn hiến lâu đời. Đất nước là một khối thống nhất, hai vầng nhật nguyệt chói lòa đấy. Và đây chính là một quan điểm rất là đúng đắn và đầy ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ và cứu nước. Sử dụng điển tích chém rắn đuổi hươu, treo dê bán chó, tác giả đã lật bộ mặt lừa đảo giả dối của bọn xâm lược, mượn chiêu bài truyền đạo khai hóa để xâm lược nước ta. Cách nói phủ định ở câu số 9 ấy, nào đợi, chẳng thèm, để khẳng định tinh thần tự nguyện đứng vào hàng ngũ đánh giặc cứu nước, sẵn sàng chiến đấu vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tử cho tổ quốc kết sinh.